Nên chèo lên đây là rất là mệt. Nên chèo lên đây rất là mệt. Có cái trạm nghỉ ở đây này. Phải cẩn thận. Đây các bạn chèo lên tới đây là còn leo lên khúc nữa. Còn leo lên khúc nữa. Đây. Trên đó chứa được mấy người anh? Để bình trà hay gì ra cũng được. Đứng nắng tối quá. Cây này trèo lên hơi khó, còn cao nữa. Thank you.
Má đi cẩn thận nha, gỡ lộn cái túi đồ. Cẩn thận nha. Hả? Để đi. Nó có cái gì đâu, có tiền đâu, giấy tờ không? Nên chèo lên đây là rất là mệt. Điều rồi cơm thành không? Nên chèo lên đây rất là mệt. Có cái trạm nghỉ ở đây này. Phải cẩn thận. Ở đây anh bạn chèo lên tới đây là còn leo lên khúc nữa. Còn leo lên khúc nữa. Trên đó chứa được mấy người anh? Đây cũng được á. Đây thì anh em mà ngồi uống bia thì được có chục người. Quay quần ở đây là một bàn mà, bàn tròn mà. Xíu nữa mình sẽ quay cận cảnh nha. Quay một cái toàn cảnh cho mấy bạn nha. Giờ phải leo lên nè. Khá là xa nè. Đẹp quá. Chân người đau nhưng mà thấy cảnh này không thể không leo lên. Thôi cho người khác tới dập cho mình coi. Mình như này mình chỉ thôi chị. Đó. Cái bò lên từ từ là lên tới à. Cái bò từ từ là lên tới rồi. Đó. Lên ngồi im lúc là cái từ từ lên đó. Bò lên từ từ rồi. Đây dân Vũng Tàu nó vô đây nó đi săn mà nó đi bánh chim nó đòn nên lên ngồi nó nhậu bình thường. Cái Vũng Tàu á. À, giờ mình cho cái này, mình kéo này ra nè, đẩy cái này lại. Đây cũng được. Anh mở vậy. À, thấy không? Để luôn đó, không để không sao. Không để em nó đúng rồi nè, thấy không? Để đó. Được. Bán quá. Dục cái ba lô máy dưới rồi. Còn cái này mà cứ sáng mà cứ lên vòng xuống vòng mà thay gì đổi chạy dưới cũng được. Chúc các bạn. Bây giờ xin lỗi anh là làm ở bên
đơn vị nào ạ? Thì anh ở đây bên Lâm nghiệp Bình Thuận mà. Lâm nghiệp Bình Thuận. Trụ sở là ở ngoài này kia phải không ạ? Ngoài Phan Thiết là ngay. Phan Thiết là. Em quay đi. Nhưng mà đây, ở đây nó thì vẫn nằm ở Hàm Tân đây, ở đây gì đây. Dạ. Cái cây này là cây cây. Cái chòi này mình làm lâu chưa anh? Bao nhiêu năm rồi anh? Nói chung cái chòi này cũng được có 12 năm rồi. Dạ. Mục đích mình làm là để dành mình coi ngó lửa. Mùa nắng này mình lên mình coi sò nó cháy á. Dạ. Chỉ cần rừng tràm nữa. Ở trên này cứ có kêu người dưới chạy. Dạ. Mình hú, hay là mình gọi điện thoại? Điện thoại với tùy do mà hú, ai hú nổi. Không có sóng điện thoại mình phải hú chứ. Không, đây phải có sóng chứ. Anh như trực anh phải tìm chỗ có sóng anh nằm chứ anh không thể nằm tầm bậy được. Dạ. Trên này có người ta kêu là chạy. Cái này đấy, từ cái giòi xuống dạ, dưới mặt đất là bao nhiêu mét anh? Có 22 mét. 22 mét. Dạ. Là làm mấy năm rồi ha? Nói chung là cái năm nào mình cũng sửa hết á. Dạ. Bắt đầu nắng cái là mình lên mình sửa. Dạ. Hôm qua em đi qua em thấy rồi, em chụp tấm hình rồi mà hôm nay em quay lại cho kỹ. Dạ. Yeah. Em thấy hay thích quá. Mà hình như em nghe chú nói là còn một cây nữa cũng làm giống vậy sao? Không, cây kia nhà bỏ rồi. À bỏ rồi. Giờ chỉ còn duy nhất là trong cái rừng này còn duy nhất chỗ này thôi. Hai cây nhưng mà cây đó cây kia không có sử dụng. Không. Cây này. Cây này quái thấy luôn á. À thế. À đến lát em nhìn thử. Nhưng mà giờ cũng nhưng mà giờ không ai lên ở hết. Không. Yeah. Khu này còn có hai cây cày này không ạ? À còn hai cây. Cây này là chính. Ở trên này có cho sóng điện thoại sao vô mạng được vậy anh? Trên 3G, 4G đây chứ. À. Nó có sóng mà anh mới vừa lên đây nghe tin nhắn thôi, tin tiền. Đây sóng mạnh lắm. Em tên Nghĩa, này anh Luân, này chú em, chú Tỷ. Đây là anh chị, sếp của tụi anh á. À. Anh Dân. Dân. Anh em tên Hồng. À, chú tên anh tên Dân hả? À, trùng tên với lại ba em. Ba em là ông Hai Dân á, trùng ở đây nè. Nổi tiếng nè, ăn nhậu ở đây. À sao nên tao nhìn tới mày tao biết. À vậy hả? Biết. Dân ngang ba. Dạ, đúng đó. Rồi. Đúng rồi. Con ông á. Dạ. Đúng rồi, ngang ba. Tao chở ông về hai lần rồi đó. Dạ, đó ăn nhậu mà trùng ăn nhậu á. Tao chở ông về hai lần đó. Cái bạn học con á chở miếng mà. Anh Tỷ. Anh là đây là còn cái chốt. Chốt gọi là chốt gì vậy? Tên đầy đủ gì vậy? Chốt số dưới. Chốt kiểm lâm số dưới. À. Dạ. Đúng rồi, nói chuyện đi. Là cái tư liệu hay quá trời. Ông già vậy, năm nay ông có bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 62. 62. Dạ. Nói chung trong giấy ngày xưa làm giấy tờ, ông là kêu là tuổi con hổ á, là đây là nếu mà dạ. Là tuổi Dần là năm nay là nếu mà đến tính đúng tuổi Dần thì hôm nay là tuổi Dần lại là 60 cái mấy. Đúng rồi. Do giấy tờ làm tùm lum mà chưa làm đâu có chuẩn đâu. Hồi xưa đây là cái rừng nguyên sinh. Dạ. Xong rồi nhà nước bắt đầu với san ủi đi, coi như là nó cạn kiệt rồi nó thì san ủi. Dạ. Giao cho cái tỉnh Bình Thuận cũng trực tiếp là tỉnh Bình Thuận, sau đó là công ty nông nghiệp Hàm Tân. Công ty nông nghiệp Hàm Tân. Công ty nông nghiệp Hàm Tân. Lâm nghiệp. À, rồi sang lấp, sang ủi để trồng cải, để trồng keo. Dạ. À, thì trồng keo thì cái thời điểm đó là rừng này thì nói chung cái cây to thì cũng đốn hạ hết rồi chị. Trong khu rừng thì còn được mấy cái cây to này để giữ lại thôi. Thì còn được hai cái cây dưới với cái cây trên là thì để đó rồi giữ lại đó rồi sau này làm cái trò canh. Năm 2002 thì bắt đầu coi như là chính thức coi như là dựng trong cái rừng này. À, trong cái rừng keo này. Trong cái rừng này. Diện tích bao nhiêu anh? Diện tích rừng này. Tích đi khoảng 1480 mấy hecta. Dạ. Đất của công ty. Dạ. Rồi mình dựng cái trò trên cái cây keo này là từ năm nào? Bắt đầu từ cái năm 2002 luôn mà trong rừng à, là đã coi là làm năm này luôn rồi. Dạ. Cái trò canh này có lâu rồi mà. Dạ. Vậy là cũng cỡ chục năm rồi. Ừ, nay là 2022. Dạ. Cái cây này là cái cổ thụ mà. Dạ. Mình đã dựng rồi. Dạ. Bắt đầu cái rừng này có là đã dựng rồi. Chiều cao từ cái trò này xuống đất là chiều cao từ dưới đất đây khoảng 22 mét. Dạ. Ừ. Thì mình mục đích là mình dựng cái trò này thì mục để đích, làm gì ạ? Mục đích cái này dựng cái trò này là chủ yếu là để mình canh lửa. Về mùa khô. Dạ.
là anh em trực để canh lửa, ví dụ như có lửa phát hiện là báo cho các cái chốt để coi như kịp thời xử lý. Là kịp thời xử lý. Thì cái công mà lúc mà làm cái này thì nó lâu mà nó vất vả như thế nào nhỉ? Thì nói chung là cái cơ sở ban đầu thì hồi xưa tôi không ở đây, nhưng mà có mấy anh em ở đây thì nói chung cũng là toàn bộ là thủ công hết, chứ không có máy móc. Làm trong bao lâu thì mới được vậy anh? Mới hình thành được vậy? Thì lúc cái cơ sở ban đầu thì nó cũng hơi lâu một chút. Nó khoảng nếu mà làm cơ sở ban đầu thì trong vòng khoảng hơn chục ngày. Tại vì cái sắt cái thép này mình hàn rồi, cái thang mình hàn rồi, còn chủ yếu là cái khung cái thứ mình đắp ráp thôi. Rồi cũng quá sau đó thì lúc đầu mình làm vậy, nhưng sau quá trình thì cứ mỗi một năm rồi là anh em lại gia cố lại. Đúng rồi. Kiểm tra rồi mình bảo quản ok lại. Gia cố lại. Thì cái chòi này thì hầu như hàng năm cũng gia cố lại hết. Vậy đảm bảo cái tính an toàn chứ. Đúng rồi. Ví dụ như lúc đầu mình làm ví dụ 4 cây thì sau mình thấy nó sắt nó yếu rồi thì mình tăng lên thêm 2-3 cái đà nữa rồi đóng xung quanh lại. Chắc nhiều người mà họ đi ngang đây họ chắc còn thấy cũng lạ kỳ lạ, họ cũng đứng lại cũng tò mò nha. Tại vì ở đây cũng nhiều người lên rồi, bên bộ đội thì cũng lên rồi, nói chung các nơi thành phố họ ra đây thì họ cũng lên. Đúng. Thích lên đây mà ngồi, bởi vì sao cái nhà này lên đây là nó mát cũng quay nhá. Phần thứ hai thấy là lạ. Ngôi nhà trên cây nhá. Đây này. Cái này là chủ yếu phục vụ cho của cái chòi canh này, là hồi xưa là cái chòi canh chính. Hiện nay thêm một cái chòi canh sắt bên kia nữa. Nó của mình nó là bên đội. Nhưng mà có làm trên cây không? Không, cái cây nó là chòi bằng canh sắt. À, cây bằng canh sắt. Làm bằng sắt. Làm canh sắt lên. Công ty hồi đó làm bằng sắt, nhưng mà quá trình rồi cái chòi đó là bởi vì sao nó nằm giữa đó là cái cây nó cao hơn cái chòi, cho nên là cuối cùng là không có sử dụng nữa. Và chỉ có sử dụng cái cây này thôi. Bị che khuất cái xuống. Nay bắt đầu coi như là cắt được rồi thì nó thoáng rồi thì nay lại sử dụng lại. Còn cái cây này là cái cây chính, cái điểm này nó cao quá, có khả năng mình quan xuyến được hết cho khu vực của đội. Nên anh em trực trên này là chính. Và mùa nắng thì thường thường là có bao nhiêu người sẽ là trực lại ở đây à? Toàn đội này chia nhau như thế nào à? Toàn đội này thì cũng khoảng có 13 người, 14 người là trực với cái mùa khô đó. Còn mỗi chốt đây thì khoảng cứ 3 người. Mỗi chốt thì khoảng 3 người, có chốt 5 người.